bạn rất là thân và thì được dịp hát cho nhau nghe thì Mỹ Hạnh cùng với người bạn pianist là quay mặt ra đây thì hai người có cơ hội làm việc chung với thầy Thanh Long thì chúng em rất là nhớ, cho nên chúng em muốn hát lại một cái bài mà anh Thanh Long sáng tác, đó là bài Máng Cỏ Đêm Đông. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Super.